Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn cách bấm đầu điện thoại LG 11. Trước tiên ta cần chuẩn bị những công cụ sau. Đầu tiên là dây điện thoại, hai là kìm bấm, ba đầu điện thoại, bốn là thiết bị test. Sau khi chuẩn bị xong tất cả các thiết bị thì ta bắt đầu tiến hành bấm đầu điện thoại. Đầu tiên ta cho vào kìm và tuốt đầu điện thoại ra. Ta cần phân định rõ dây nào là dây chạy. Ta sẽ để cho dây màu cam và dây màu xanh sẽ là dây chạy và sẽ ở vị trí ở giữa. Hai dây màu trắng sẽ ở hai bên. Sau đó ta cho vào kìm và ta cắt. Và đưa đầu điện thoại vào. Sau đó ta cho vào kìm và bấm. Đầu còn lại ta cũng làm như vậy. Sau khi ta bấm xong cả hai đầu, ta sẽ cho vào thiết bị và ta test. Đây là thiết bị test của tôi. Đèn sẽ sáng. Giới thiệu với quý vị và các bạn cách bấm đầu điện thoại LG 11. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.